Mới đây đối tượng Vũ Bá Nam trú tại huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông để kiếm tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân. Đối tượng này đã lên kế hoạch lừa chạy án cho nạn nhân rồi chiếm đoạt hàng chục triệu đồng. Ngay sau đó, Công an huyện Ca Trong Bắc, tỉnh Đắk Lắk đã truy tìm tạm giữ hình sự đối tượng này. Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 10 năm 2023, Nam có quen với hai thanh niên và biết được hai người này đang bị Công an huyện Trong Bắc điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nam nói bản thân mình có quen biết với cán bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án và có thể xin giảm nhẹ án cho hai người trên. Để lo lót trẻ án thì hai người này phải đưa tiền cho Nam. Do tin tưởng và muốn giảm nhẹ tội cho mình, nên cả hai đã đưa cho Nam tổng số tiền 65 triệu đồng. Số tiền này Nam đã dùng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến ngày 20 tháng 2, hai thanh niên trên bị công an quyền Crong Bắc ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy biết mình đã bị lừa nên cả hai đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan công an